đất này hả? Đây mà làm gì? Ok. Ok. Chiếc cờ có bao giờ đi đường à? Một bé vô nồi. Bắn thế nữa sao? FPT TBT nên ơi, đang quay còn tên anh ơi. Quay dừng lại tí rồi quay tiếp. Lắm đây tốn thời gian lắm. Bắn 17 cái thôi. Mình đây mãi bị chết được thì treo trời. Bình tĩnh. Sắp lao đầu ra thì nó bắn chết được trời. Thì chế nó treo được chứ. Bao đời thật sự trời. Ok mọi người. Chết đi treo. Ủa em tưởng không ấy được mà.
Kill. Nói chung là nó chỉ có chiêu một là tăng tốc chạy, chiêu hai là quay rồi gây choáng, chiêu ba là trụ bắn không mất máu đẩy. Nó để bảo trụ hay. Chịu ổn, con nhà bảy người chơi nha. Cay đấy nhở, hôm nay giờ đây là mất điện à. Ah,
nay trận hay nhất thì bị mất điện anh em ạ. Trận lên quân hay nhất thì cứ nặng đi ra. Ngay rồi cũng thế thôi. Thế là kèo ạ. Cùng một chơi 10 trận Killing spree. Chỉ tìm mới một lần. Thank you.